Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 142. Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, bày tỏ sự gian nan tôi. Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, thì Chúa đã biết nẻo đàn tôi. Trên con đường tôi đi, chúng nó gài kín một cái bẫy. Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi chẳng có ai nhận biết tôi. Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình, chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài mà rằng, Ngài là nơi nương náu của tôi, phần tôi trong đất kẻ sống. Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi, vì tôi bị khốn khổ vô cùng. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt bớ tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám, để tôi cảm tạ danh Chúa. Những người công bình sẽ vây quanh tôi, bởi vì Chúa làm ơn cho tôi. Chương 12. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết, lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng: hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Vậy hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa, khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm ế, hoặc gió dữ, hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa, vì họ không chịu nổi lời phán này. Dẫu loài thú vật tới gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời,
gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Giêsu là đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra. Huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy. Anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình. Vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện nay phán hứa rằng còn một lần nữa ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và trong những chữ còn một lần nữa tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Chương 13. Hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ. Lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng, Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào, và học đòi đức tin họ. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình, vì lòng nhờ ân điển được vững bền ấy là tốt, chứ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy. Chúng ta có một cái bàn thờ, phàm kẻ hầu việc trong đền tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn. Vả huyết của con sinh bị thầy tế lễ thượng phẩm đem vào nơi thánh để làm lễ chuộc tội, còn thân thể nó thì đốt đi bên ngoài trại quân. Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Vì dưới đời này chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện đi, để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn. Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chăn chiên lớn, là Đức Chúa Giêsu chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta. Sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Hỏi anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này. Ấy, tôi đã viết vắn tắt cho anh em vậy. Hãy biết rằng anh em chúng ta là Timôthê đã được thả ra. Nếu người sớm đến, tôi sẽ cùng người đi thăm anh em. Hãy chào thăm mọi người dắt dẫn anh em và hết thảy các thánh đồ. Các thánh đồ ở Italy gửi lời thăm anh em. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy.
chương 22. David bèn nói: ấy, đây là đền của Jehovah Đức Chúa Trời, đây là bàn thờ về của lễ thiêu của Israel. David truyền lệnh nhóm các người ngoại bang ở trong xứ Israel, rồi người khiến thợ đục đá đặng làm những đá đục hầu cất cây đền của Đức Chúa Trời. David cũng dự bị nhiều sắt đặng làm đinh cánh cửa và mấu cửa, cùng nhiều đồng không thể cân được và gỗ bá hương vô số, vì dân Sidon và dân Tyre chở rất nhiều gỗ bá hương đến cho vua David. David nói rằng: Salomon con trai ta hãy còn thơ ấu và non nớt, mà cái đền sẽ cất cho Đức Giê-hô-va phải rất nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các nước. Vì vậy ta sẽ dự bị đồ cần dùng cho nó. Thế thì David dự bị rất nhiều đồ trước khi người qua đời. Bây giờ David gọi Salomon con trai mình truyền dặn người cất một cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. David nói với Salomon rằng: hỡi con, ta có ý muốn xây cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: ngươi đã đổ huyết ra nhiều, đánh những giặc lớn lao. Vậy vì ngươi đã đổ huyết ra nhiều trên đất tại trước mặt ta, nên ngươi sẽ chẳng cất đền cho danh ta. Kìa, con trai mà ngươi sẽ sinh ra, nó sẽ là người thái bình. Ta sẽ ban bình an cho nó. Các thù nghịch ở bốn phía nó sẽ chẳng khuấy rối nó, vì tên nó sẽ là Salomon. Trong đời nó, ta sẽ ban sự thái bình an tịnh cho Israel. Nó sẽ cất một cái đền cho danh ta, nó sẽ làm con trai ta, ta sẽ làm cha nó, và ta sẽ lập ngôi nước nó trên Israel được bền vững đời đời. Bây giờ hỡi con trai ta, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng con và làm cho con được hanh thông. Con sẽ cất cây đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời con, theo như lời Ngài đã phán về việc con. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho con sự khôn ngoan thông sáng, khiến cho con cai trị trên Israel, để con gìn giữ luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời con. Nếu con cẩn thận làm theo các luật pháp và mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se truyền cho Israel, thì con sẽ được hanh thông. Khá vững lòng bền chí, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi. Nay ta đã chịu hoạn nạn mà sắm sửa cho đền của Đức Giê-hô-va 10 vạn ta lân vàng, 100 vạn ta lân bạc, còn đồng và sắt thì không thể cân được vì nó nhiều quá. Ta lại dự bị gỗ và đá, và con cũng sẽ thêm vào đó. Vả lại, con có nhiều nhân công, thợ đục đá, thợ hồ, thợ mộc, đủ người thạo về các thứ việc, vàng, bạc, đồng, sắt thì vô số. Hãy trỗi dậy làm, Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng con. David cũng truyền dặn các quan trưởng của Israel giúp đỡ Salomon con trai người mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi há chẳng ở cùng các ngươi sao? Ngài há chẳng ban cho các ngươi được bình an bốn phía sao? Vì Ngài đã phó dân của xứ vào tay ta, và xứ đã suy phục trước mặt Đức Giê-hô-va và trước mặt dân sự Ngài. Vậy bây giờ, hãy hết lòng hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy trỗi dậy, xây cất đền thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, để rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và các khí dụng của đền thánh Đức Chúa Trời vào trong nhà, toàn cất cho danh của Đức Giê-hô-va. Chương 23. David đã già, cao tuổi, bèn lập Salomon con trai mình làm vua Israel. Người nhóm các quan trưởng Israel cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi, người ta lấy số người Lê-vi từ 30 tuổi trở lên, và số của họ cứ đếm từng người được 3,8 vạn. Trong số các người ấy, có 2,4 vạn người được cắt cai quản công việc của đền Đức Giê-hô-va. 6,000 người đều làm quan đốc lý và quan xét, còn 4,000 người đều làm kẻ canh cửa, và 4,000 người ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng nhạc khí của David đã làm, đặng ngợi khen. David phân họ từng ban thứ theo 3 con trai Lê-vi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri.
về con cháu Gẹt-suôn có La-ê-đan và Si-mê-i. Con trai của La-ê-đan là Giê-hi-ên làm trưởng, Sê-tham và Giô-ên, ba người. Con trai của Si-mê-i là Sê-lô-mít, Ha-si-ên và Ha-rang, ba người. Đó là các trưởng của tông tộc La-ê-đan. Con trai của Si-mê-i là Gia-hát, Si-na, Giê-úc và Bê-ri-a. Ấy là bốn con trai của Si-mê-i. Gia-hát làm trưởng, còn Si-sa là con thứ. Nhưng Giê-úc và Bê-ri-a không có con cháu nhiều, nên khi lấy số thì kể chúng như một nhà. Con trai Kê-hát là Amram, Yit-she-ha, Hebron, U-si-en, bốn người. Con trai của Amram là A-rôn và Mô-xe. A-rôn và con cháu người được phân biệt ra để biệt riêng ra các vật chí thánh và đời đời sông hương hầu việc trước mặt Đức Giê-hô-va cùng nhân danh Ngài mà chúc phước cho. Còn về Mô-xe, người của Đức Chúa Trời, các con trai người đều được kể vào chi phái Lê-vi. Con trai của Mô-xe là Gẹt-sôn và Eli-e-xe. Con trai của Gẹt-sôn là Sê-bu-ên làm trưởng. Con trai của Eli-e-xe là Rê-ha-bia làm trưởng. Eli-e-xe không có con trai nào khác, nhưng con trai của Rê-ha-bia nhiều lắm. Con trai của Yit-she-ha là Sê-lô-mít làm trưởng. Con trai của Hebron là Giê-ri-a làm trưởng, Amaria thứ nhì, Gia-ha-si-ên thứ ba và Giê-ca-mê-am thứ tư. Con trai của U-si-ên là Mi-ca làm trưởng và Yishiya con thứ. Con trai của Merari là Mác-li và Mu-si. Con trai của Mác-li là Ê-lê-a-sa và Kích. Ê-lê-a-sa chết không có con trai, chỉ có con gái mà thôi. Các con trai của Kích là anh em chúng nó, bèn cưới chúng nó làm vợ. Con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đê và Giê-rê-mốt, ba người. Đó là con cháu của Lê-vi theo tông tộc của họ, tức là trưởng tộc của những người được cai số từng danh từng người từ 20 tuổi sắp lên và hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va. Vì David nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có ban sự bình an cho dân sự Ngài và Ngài ngự tại Jerusalem đời đời. Người Lê-vi cũng sẽ chẳng còn cần khiêng vác đền tạm hay là các khí dụng về công việc đền tạm nữa. Vì theo lời trối của David, người ta tu bổ dân Lê-vi từ 20 tuổi sắp lên. Chức của chúng là ở bên con cháu A-rôn, đặng làm công việc của đền Đức Giê-hô-va, canh giữ hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các vật thánh và coi làm công việc của đền Đức Chúa Trời. Lại lo về bánh trần thiết, về bột mịn dùng làm của lễ chay, về bánh tráng không men, về đồ nướng trên vỉ, về đồ trộn với dầu và về các đồ để lường và để đo. Mỗi buổi sớm và buổi chiều, họ phải đứng tại đó cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Còn mỗi ngày Sa-bát, ngày mùng 1 và ngày lễ trọng thể thì phải giúp dâng luôn luôn tại trước mặt Đức Giê-hô-va những của lễ thiêu thường dâng cho Đức Giê-hô-va theo lệ đã định trong luật về của lễ ấy. Chúng cũng lo coi sóc hội mạc và nơi thánh, cùng giúp đỡ con cháu A-rôn là anh em mình, đặng hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va. Chương 24. Này là ban thứ của con cháu A-rôn. Con trai của A-rôn là Nadab, Abihu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. Nadab và Abihu chết trước cha của chúng và không có con, nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma làm chức thầy tế lễ. David khiến Sa-đốc, con cháu Ê-lê-a-sa và Ahimelech, con cháu Y-tha-ma, phân ban thứ cho chúng tùy theo chức việc chúng làm. Trong con cháu Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng tộc hơn trong con cháu Y-tha-ma. Họ phân ban thứ như vậy. Về con cháu Ê-lê-a-sa có 16 trưởng tộc, còn về con cháu Y-tha-ma theo tông tộc họ có 8 trưởng tộc. Người ta bắt thăm phân chúng từng ban thứ, hoặc người này người kia, vì các trưởng của nơi thánh và các trưởng của Đức Chúa Trời đều thuộc trong con cháu Ê-lê-a-sa và trong con cháu Y-tha-ma. Shemaya, con trai của Nathanael, người ký lục, thuộc trong chi phái Lê-vi.
biên tên chúng vào sổ tại trước mặt vua và trước mặt các quan trưởng, trước mặt thầy tế lễ Sa Đốc Ahimelech con trai của Abiatha và trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê Vi. Trong con cháu Eleasa bắt thăm lấy một họ hàng, rồi trong con cháu Ithama cũng bắt thăm lấy một họ hàng. Cái thăm thứ nhất trúng nhầm Jehoyarib, cái thăm thứ nhì nhầm Jedaeya, cái thăm thứ ba nhầm Harim, cái thăm thứ tư nhầm Seorim, cái thăm thứ năm nhầm Mankia, cái thăm thứ sáu nhầm Miamin, cái thăm thứ bảy nhầm Cốt, cái thăm thứ tám nhầm Abia, cái thăm thứ chín nhầm Yeshua, cái thăm thứ mười nhầm Shekania, cái thăm thứ mười một nhầm Eliashib, cái thăm thứ 12 nhầm Gia Kim, cái thăm thứ 13 nhầm Húp Ba, cái thăm thứ 14 nhầm Dê Sê Báp, cái thăm thứ 15 nhầm Binh Ga, cái thăm thứ 16 nhầm Y Mê, cái thăm thứ 17 nhầm Hê Sia, cái thăm thứ 18 nhầm Phi Xết, cái thăm thứ 19 nhầm Phê Ta Hia, cái thăm thứ 20 nhầm Ezechiel, cái thăm thứ 21 nhầm Gia-kin, cái thăm thứ 22 nhầm Ga-mun, cái thăm thứ 23 nhầm Delaya, cái thăm thứ 24 nhầm Ma-a-sia. Ấy đó là ban thứ của chúng trong chức việc mình đặng vào trong đền của Đức Giê-hô-va tùy theo lệnh của A-rôn tổ phụ chúng đã truyền cho, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán dặn người. Này là con cháu của Lê-vi còn lại. Về con cháu Amram có Su-ba-ên, về con cháu Su-ba-ên có Giê-đia, về con cháu Rê-ha-bia có Di-si-ya làm trưởng, trong con cháu Giết-se-ha có Sê-lô-mốt, về con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát, về con cháu Hê-rôn có Giê-ri-ya con trưởng, Amaria thứ nhì, Gia-ha-si-ên thứ ba và Gia-ca-mê-am thứ tư. Về con cháu Usien có Mika, về con cháu Mika có Samia, anh em của Mika là Yit-hi-ya, về con cháu Yit-hi-ya có Sachari, con trai Merari là Makli và Mushi, con trai Ya-a-si-ya là Beno, con cháu của Merari là Beno, Soham, Sakua và Iberi đều là con trai của Ya-a-si-ya. Con trai của Makli là Eleasa, là người không có con trai. Về con cháu Kích có Jerach-me-en. Con trai của Mushi là Makli, Ede và Jerimot. Ấy đó là con cháu Lê-vi tùy theo tông tộc của chúng. Chúng cũng như anh em mình là con cháu A-rôn bắt thăm tại trước mặt vua David, Sa-đốc và Ahimelech, cùng trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Các trưởng tộc cũng phải bắt thăm như các em út mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con.
xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.